Xin chào quý khán giả đến với chương trình bản tin Covid-19 của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin Covid-19 ngày hôm nay mời quý khán giả đến với những thông tin trong nước đáng chú ý sau. Thú vị với mục tiêu chia sẻ những khó khăn với y tế công lập trong công tác phòng chống dịch, 10 bệnh viện tư nhân và rất nhiều bác sĩ trên địa bàn Hà Nội đã tham gia truy vết, xét nghiệm và tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho người dân thủ đô. Trong 2 ngày qua, các bệnh viện này đã hỗ trợ xét nghiệm lấy mẫu các trường hợp liên quan đến các chùm ca cá bệnh mới phát sinh. Hà Nội đã huy động gần 10.000 nhân viên y tế là các bác sĩ, kỹ thuật viên và điều dưỡng tham gia vào công tác chống dịch. Điều này đã góp phần giúp Hà Nội truy vết một cách nhanh chóng các F1 từ hôm nay 5 tháng 8, trung tâm hồi sức COVID-19 được đặt tại Bệnh viện Quốc tế City với quy mô 250 giường bắt đầu mở cửa đón bệnh nhân. Đây là trung tâm hồi sức thứ tư có nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng ở tầng cao nhất trong tháp điều trị 5 tầng của thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Quốc tế City chính thức triển khai phương án tách đôi bệnh viện. Song song với khu vực khám chữa bệnh bình thường, bệnh viện đã bố trí khu vực có lối đi riêng từ lầu năm trở lên thành trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 quy mô 250 giường. Thưa vị, để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai gói an sinh xã hội lần thứ hai với tổng trị giá gần 900 tỷ đồng. Các khoản hỗ trợ này đang được chi đến tận tay người dân. Cùng với gói hỗ trợ này, thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa thực hiện chương trình túi an sinh xã hội với nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm, kịp thời hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội. Chuyển sang thông tin trong tỉnh, sáng ngày 5 tháng 8, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế và Viettel Tây Ninh triển khai tập huấn trực tuyến chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho các cơ sở y tế trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 của ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, cổng công khai thông tin tiêm chủng COVID-19, các cơ sở dữ liệu, toàn bộ quy trình từ đăng ký tiêm chủng, tra cứu lịch sử tới kết quả tiêm chủng đều được tập trung đáp ứng tiêu chuẩn đồng bộ, minh bạch về thông tin từ người dân đến các cơ quan quản lý. Hiện việc theo Tây Ninh và Sở Y tế đang phối hợp để hoàn thiện việc đăng ký tiêm chủng vaccine cho người dân. Vừa qua, đoàn công tác của Bộ Y tế khi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh đã đề nghị tỉnh có phương án chống dịch phù hợp theo phân loại dùng xanh, vàng, đỏ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh đã triển khai đến các địa phương. Thị xã Hòa Thành nhanh chóng thiết lập các dùng xanh để bảo vệ người dân trong dùng không có dịch bệnh. Vùng xanh được thiết lập tại khu phố Long Kim, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành với lực lượng trực chốt là các thành viên tổ tự quản của khu phố. Theo ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thị xã Hòa Thành, vùng xanh hiện đã được thiết lập ở tất cả các phường xã trên địa bàn. Các ấp các khu phố đều được thiết lập vùng xanh, tức là vùng an toàn dịch bệnh trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, có 168 công ty hoạt động sản xuất theo phương án 3 tại chỗ, vừa duy trì sản xuất, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Theo Ban quản lý khu kinh tế Tây Ninh, qua các đợt kiểm tra giám sát, những doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện được duy trì sản xuất, các doanh nghiệp phải thực hiện đúng nội dung, phương án được phê duyệt, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện, thị xã để kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung, tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của phương án đảm bảo an toàn cho người động, giảm thiểu tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Bệnh viện giả chiến trong khuôn viên khu công nghiệp Phước Đông, huyện Ngò Dầu đang được gấp rút xây dựng để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Dự án bệnh viện được khởi công ngày 28 tháng 7. Bệnh viện giả chiến quy mô 450 giường, nhà thầu đã tăng cường 40 đầu xe cơ giới sang lắp nền, Ngày 3 tháng 8 lắp dựng khung kèo thép, dự kiến đến ngày 10 tháng 8 làm xong phần kết cấu kèo thép, phần nền được thi công cuốn chiếu để có thể thi công các khu vực điều trị, phòng chức năng của bệnh viện. Hệ thống xử lý nước thải và các hạng mục khác cũng được đẩy nhanh tiến độ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Tân Châu đang chuẩn bị các bước về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để triển khai thành lập hai bệnh viện giả chiến tại trường tiểu học Tân Hội A và trường trung học phổ thông Tân Châu. Được biết, Tân Châu hiện có trên 2.460 người đang thực hiện cách ly, trong đó có gần 2.000 người cách ly tại nhà, nơi cư trú và trên 500 trường hợp đang cách ly tại 6 khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện. Thưa quý khán giả, thông tin từ Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh của tỉnh, tính từ 18 giờ ngày 4 tháng 8 đến 18 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2021, Tây Ninh ghi nhận thêm 44 ca dương tính, giảm 155 ca so với ngày 4 tháng 8, trong đó cụ thể như sau tại huyện Mĩnh Cầu 2k tăng 2, tại An Thành 1k, Long Thuận 1k, thị xã Hòa Thành 1k giảm 30, tại phường Long Hoa, huyện Tân Châu 10k tăng 6, trong đó số dây 5k, Tân Phú 4k, thị trấn 1k, thành phố Tây Ninh 29k giảm 14k, trong đó Hiệp Ninh 6k, Ninh Sơn 2k, phường 3 1k, phường 4 1k, Thạnh Tân 19k, tại thị xã trắng Bàng 2k giảm 40, hai trường hợp nhiễm tại xã Lộc Hưng về tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 4.134 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 7.779 người. Lũy kế đến ngày 5 tháng 8 năm 2021, 338 dùng phong tỏa, đang phong tỏa 266 dùng, đã giải tỏa 72 dùng. Về tình hình lũy kế từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, lũy kế bệnh nhân COVID-19 là 2.512 ca, đang điều trị là 1.996 ca. Số ca tử vong là 37 ca, trong đó ngày 5 tháng 8 năm 2021 là 2 ca. Bản tin Covid-19 của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đón xem bản tin phát sóng vào lúc 20 giờ 50 phút mỗi ngày trên kênh TTV11, website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh và trên các hạ tầng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mến chào quý khán giả.